Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những kết nối tiếp theo từ vị thính giả đang chờ máy rồi đấy ạ. Alo, xin chào vị thính giả. Alo, xin chào giáo sư Dư Trọng Hiếu ạ. Cháu là Đương, 40 tuổi, Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ. Không biết là vị thính giả có câu hỏi nào muốn hỏi giáo sư Dương Trọng Hiếu thì có thể đặt ra cho giáo sư ngay bây giờ ạ. Mình muốn hỏi, cháu muốn hỏi giáo sư là cháu bị trước kia là đau ở dưới đốt sống lưng, đi kiểm tra chiếu chụp thì người ta bảo bị thoái hóa đốt sống lưng, thì cũng lấy cái cây hải cứu mấy cả cái cây lá lốt mấy cái cây chìa vôi thì đã đun lên sông rồi, thì giờ còn lâu lắm khỏi rồi, nhưng bây giờ lại đau chuyển lên vai gáy, bây giờ lên gáy đau mà ngồi lái xe giờ hai cái bả vai nó tê, tê nó nhức, tê nhưng mà đau hết cả vai gáy ạ. Mấy cả đi kiểm tra thì cũng uống thuốc, cũng là sang bên tám kiểm tra uống thuốc cũng nhiều rồi, nhưng bây giờ nó cứ đau thì hỏi về giáo sư tư vấn cho xem bây giờ thì gì cho khỏi rồi. Dạ vâng ạ. Ngay sau đây là xin mời giáo sư sẽ đưa ra những lời khuyên cho vị thính giả của chương trình ạ. Vâng. À, chào anh Đương đúng không? Vâng, chào Anh chào giáo Đương, sư ạ, cháu tên vâng. Đương, 40 tuổi ạ, Hà Nội Vâng, ạ. 40 tuổi. Anh làm nghề lái xe à hay là lái xe gia đình thôi? Cháu là người lái xe ạ. Vâng, làm nghề lái xe tôi rất thông cảm bởi vì là tuần nào tôi cũng phải đi xe. Thế thì các Vâng. anh ngồi ở trong một cái tư thế chật hẹp ở trong một cái xe, thế và Vâng. tương đối căng thẳng bởi vì đường giao thông của chúng ta là hình như là lộn xộn vào loại tương đối nhất nhì của châu Á thế giới hay sao. Cho nên là các Vâng. anh rất căng thẳng và tôi đã ngồi trên xe với các anh rồi, tôi hiểu, tôi rất thông cảm với các anh. Chính cái căng thẳng này và cái môi trường chật hẹp này làm cho các anh ít vận động, mà ít vận động thì cái lưng cổ của các anh ấy là nó ít được nuôi dưỡng, cái thắt lưng của các anh ít được nuôi dưỡng. Cho nên anh bảo chỉ chữa vào mấy cái ngày cứu, mấy cái lá lốt mới thì ăn thua gì. Nó phải phối hợp nhiều thứ. Một, tức là các anh phải có cái thì giờ để mà nới giãn cái cột sống, có cái thì giờ để tăng dinh dưỡng cho cái cột sống, chứ không phải là cứ ngồi như thế là nhiều anh lại ngồi đến mười mấy tiếng thì là rất là khổ. Vâng. Cái thứ hai tức là anh nên đi khám đi và để có một cái toa thuốc cho nó chuẩn, để ngoài cái tổn thương xương của mình ra thì mình tuổi 40 rồi có quyền tổn thương của một số cơ quan khác nữa, thì xem có cái Vâng. gì không để mà mình chữa cho nó tổng thể nhé. Anh Đương thân mến Vâng. ạ nhé. Vâng, thì vâng, xin cho câu hỏi thì bây giờ nếu mà bây giờ đi khám cái này thì bây giờ phải sang đi vào khám với cả uống khám xong về mình muốn tăng cường cái thuốc chức năng gan hay cái thuốc chức năng đấy thì uống loại thuốc gì thì để cho đảm bảo cái xương khớp ạ. À không, thuốc về xương khớp thì tôi xin nói với anh có hàng trăm thứ nhá, Vâng. có hàng trăm thứ chứ không phải có một thứ đâu, cho nên là nên khám cụ thể. Anh có thể khám ở bệnh viện đông y, có khám thể các phòng khám đông y vân vân nếu anh thích chữa đông y, còn anh khám ở tây y như là Bạch Mai, Việt Đức vân vân, thế thì Vâng. khám ở đấy người ta sẽ căn cứ vào triệu chứng để người ta cho cái đơn thì nó mới chuẩn được. Anh Đương Vâng, thân thế mến ạ. cháu hỏi là nếu mà khám đông y thì khám ở bệnh viện nào ạ? Khám đông y, thí dụ anh có thể đến bệnh viện y học cổ truyền 29 Nguyễn Bình Khiêm. Vâng ạ.